Xin chào tất cả các bạn. Mình là Hoàng Anh, cựu sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và là đại sứ của cuộc thi MSLC năm 2019 tại Việt Nam. Đối với mình, cuộc thi MSLC là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của thời sinh viên và đã để lại cho mình rất nhiều những kỷ niệm cũng như là bài học. Và cũng thật là nhanh khi mà cuộc thi MSLC năm 2020 đã chính thức khởi động tại Việt Nam và mình nhận được rất nhiều những câu hỏi từ các bạn cũng như là các em xung quanh cuộc thi. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ trả lời hết cho tất cả các bạn nhé. Mình biết đến cuộc thi khi nào? Rất nhiều bạn đã nghĩ rằng là mình tham gia MSLC lần vừa rồi là lần đầu tiên, nhưng mà thực chất thì đó là lần thứ tư của mình rồi. Tức là mỗi một năm đại học thì mình tham gia thi một lần. Mình biết đến cuộc thi lần đầu tiên là hồi năm nhất khi mà mình học tin học đại cương thì thầy giáo có chia sẻ về cái cuộc thi đó và mình đã tự tìm hiểu và tham gia. Và cũng một fun fact cho các bạn đấy là không phải cả 4 lần thi thì mình đều thi Excel đâu. Mà mình chỉ thi Excel cho đến khi mình lên năm thứ ba và năm thứ tư thôi. Còn năm thứ nhất thì mình thi PowerPoint và năm thứ hai thì mình thi Word. Như vậy là các bạn có thể thấy là cái hành trình trở thành đại sứ của Việt Nam nó cũng gian nan và vất vả không kém đúng không? Về kỷ niệm đáng nhớ thì cũng có nhiều. Đầu tiên là lúc mình biết mình trở thành đại diện của Việt Nam tham gia thi đấu quốc tế này. Lúc được cô giáo cũng như là bạn bè báo tin thì mình cũng không hề tin vào mắt mình cho lắm. Còn phải hỏi là có thật hay không? Bởi vì là mình nhìn thấy bài làm của mình cũng không hề tốt. Một phần là vì đề thi nó khó thật. Một phần là mình bị áp lực từ những lần thi trước. Những cái lần thi trước thì mình đã cố gắng rất là nhiều lần rồi. Mình đã cố hết sức rồi. Nhưng mà mình không đạt được một cái thành quả nào cả. Thế nên lần này khi mà mình biết mình trở thành đại diện Việt Nam, mình cảm thấy rất là vui. Mình muốn vỡ òa lên bởi vì sau 4 năm thi đấu thì mình đã có một cái thành quả xứng đáng. Hay là cái lúc mình sang Mỹ đi thi chẳng hạn. Mình lúc mà mình biết là mình được ở gần Times Square, tức là mình cách Times Square có vài bước chân thôi ạ. Mình cảm thấy rất là vui vì Times Square cũng là một trong những cái nơi mà mình mong muốn đặt chân đến từ rất là lâu rồi. Hay là mình đã gặp được rất nhiều những cái bạn thí sinh đến từ các nước khác nhau tại cuộc thi. Chúng mình đã có những cái khoảng thời gian rất là vui vẻ tại cái tiệc gọi là cái tiệc welcome reception của cuộc thi, tức là tiệc chào đón thí sinh á. Thế nhưng mà sau khi thi xong ấy thì mình cũng không cảm thấy vui bởi vì là mình làm bài còn mắc rất nhiều sai sót. Mình nghĩ là thôi quả này không có huy chương rồi, quả này không đem được thành tích về cho Việt Nam rồi. Thì mình cũng chia sẻ với các anh chị trong đoàn là như thế. Thì các anh chị cũng bảo là ừ thôi không sao đâu, cố gắng tận hưởng cái khoảng thời gian ở New York càng nhiều càng tốt. Nhưng mà cái tâm lý khi mà mình không làm bài tốt ấy nó đeo bám mình rất là nhiều và mình đã cảm thấy không thoải mái khi mà tận hưởng cái khoảng thời gian ở New York, mặc dù là mình đã đi rất nhiều nơi, ví dụ như là cầu Brooklyn này, mình được đi tham quan Wall Street này, được sờ bi bò này, hay là mình ngồi bus đi vòng quanh thành phố chẳng hạn. Thế nhưng mà cuối cùng thì may mắn đã mỉm cười với mình khi mà đến cái buổi trao giải thì trong cái list những người được vinh danh á, thì mình có tên trong đấy. Mình cảm thấy rất là tự hào, mình sung sướng và thậm chí mình đã khóc ngay tại đấy bởi vì là mình không nghĩ là mình đạt được. Mình cảm thấy rất là vui. Mình đã tiếp tục được nối dài cái chuỗi thành tích của đội tuyển Việt Nam. Thậm chí đến bây giờ khi mà mình nhìn lại ấy, thì mình cũng không dám xem lại những cái khoảnh khắc khi mà mình lên nhận giải đâu. Bởi vì khi mà mình xúc động quá đà thì mình có những hành động rất là củ chuối. Sau cuộc thi thì có gì thay đổi hay không? Sau cuộc thi thì cuộc sống của mình cũng có thay đổi đôi chút. Mình nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người thân và được khen là lúc lên nhận huy chương thì trông đẹp trai hơn thường ngày. Nhưng mà quan trọng hơn là mình đã có thêm những cái kinh nghiệm và kỹ năng để có thể ứng dụng theo văn phòng tốt hơn vào trong công việc và học tập sau này. Nhờ có thành tích tại cuộc thi MSLC mà mình đã có duyên đến với công ty hiện tại với vị trí Data Analyst, tức là chuyên viên phân tích dữ liệu ạ. Mình được học hỏi từ các anh chị giỏi và mình đã khám phá thêm được rất nhiều những tiềm năng mới của bản thân. Có thể nói là mình rất biết ơn cuộc thi MSLC vì đã cho mình rất nhiều thứ, từ kiến thức đến kỹ năng cho đến cả những mối quan hệ hiện tại. Mình tin chắc rằng là các bạn khi tham gia cuộc thi MSLC thì các bạn sẽ nhận được nhiều thứ hơn là công sức mà các bạn bỏ ra. Và đó là tất cả những câu hỏi mà mình nhận được xung quanh cuộc thi. Mình biết là các bạn đang rất lo lắng và hồi hộp trước thềm cuộc thi. Mình hiểu và mình thương các bạn vô cùng bởi vì mình đã ở trong hoàn cảnh đó không chỉ một mà rất nhiều lần. Vậy nên, với tư cách là thí sinh năm trước,
mình xin chúc các bạn bình tĩnh, tự tin và hoàn thành cuộc thi với kết quả cao nhất. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì các bạn hãy tự hào về bản thân vì các bạn đã cố gắng hết sức rồi. Nếu như các bạn còn có thắc mắc thì đừng ngại comment xuống phía bên dưới nhé. Mình cảm ơn các bạn đã xem video và tạm biệt tất cả các bạn.